Thảo Vy xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin Thế giới 24 giờ cập nhật ngày 12 tháng 4 năm 2024. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vy xin mời quý khán giả cùng theo dõi. Mở đầu bản tin hôm nay là một chiến công của lực lượng vũ trang Ukraine. Sau khi chiếm được Avdivka, Nga cố đấm ăn xôi đưa quân vào Chashivya. Tại đây, quân xâm lược chưa đạt được những nổi bật nào thì nhận phải trái đắng, theo đó, phía Ukraine đã thành công ngăn chặn một cuộc tiến công của Nga ở gần Yar, đồng thời khiến đối thủ tổn thất 20 xe bọc thép các loại. Theo Army Recognition, ngày 11 tháng 4, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh quân đội nước này ngăn chặn một cuộc tiến công của Nga ở ngoại ô thị trấn Yar. Quân đội Ukraine đã thành công ngăn chặn đợt tiến công của Nga gần Yar, đồng thời bắn nổ 20 xe bọc thép các loại của đối thủ. Trung tâm báo chí của Lữ đoàn số 67 cho biết, trong thời gian vừa qua, Yashivya đã trở thành điểm nóng tại vùng Donbass khi Nga liên tục khai triển một lượng lớn xe tăng và xe bọc thép nhằm tiến vào thị trấn này. Yashivya là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine trong bối cảnh Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở cách đó không xa. Để đối phó với các cuộc tiến công của Nga, quân đội Ukraine đã thiết lập một hệ thống phòng thủ nằm trên một cây cầu quan trọng ở phía nam Yashivya. Moscow đang cố gắng phá hủy cây cầu này bằng UAV mang chất nổ, nhưng Ukraine hiện vẫn đang giữ được công trình quan trọng này. Theo truyền thông Ukraine, Tổng tư lệnh Shisky đang xem xét khả năng điều lữ đoàn xung kích Azov số 3 từ Abdivka về tăng viện cho Chashivya. Bên cạnh đó là kế hoạch bổ sung thêm lực lượng từ tiền tuyến Zaporizhia. Giữa bối cảnh chiến tranh ở Đông Âu đang diễn biến phức tạp, bên Trung Đông Iran có thể tấn công Israel bất cứ lúc nào. Để luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến tranh, mới đây Pháp đã chuyển ưu tiên hoạt động của lực lượng hải quân từ ngăn chặn buôn bán ma túy và đánh bắt trái phép sang chuẩn bị cho một cuộc chiến. Chúng ta đang chuyển từ một thế giới nơi chúng ta được tự do làm theo ý mình muốn sang một thế giới mà chúng ta cảm thấy bị đe dọa thường xuyên hơn. Bây giờ, chúng tôi đang huấn luyện cho các nhiệm vụ khác, đặc biệt là chiến tranh cường độ cao, chuẩn đô đốc Jacques Malart chỉ huy nhắm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp, nói trong cuộc phỏng vấn với Politico được công bố hôm 11 tháng 4. Các cuộc chiến của hải quân ngày càng dễ xảy ra hơn và các thủy thủ Pháp đang huấn luyện chiến đấu chống lại những đối tượng muốn tiêu diệt chúng tôi. Không phải là những đối tượng buôn lậu bất hợp pháp, cũng không phải người muốn đánh bắt cá trái phép, ông là nói thêm theo đô đốc pháp trong bối cảnh hải quân nga triển khai lực lượng ở biển đen và lực lượng Houthi ở yemen nhắm mục tiêu vào các tàu liên kết với israel mỹ và anh ở biển đỏ hải quân phương tây cần phải đối phó với các đối thủ ngày càng không bị kiểm soát đó là nơi chúng tôi đang trở nên quyết liệt hơn hoặc chí ít là chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó ông malad nhấn mạnh theo ông malad hải quân pháp và italy sẽ tham gia một cuộc tập trận chung vào cuối mùa xuân dựa trên chương trình polaris mô phỏng một trận hải chiến bình luận của ông malad được đưa ra sau nhiều tuần tổng thống pháp emmanuel macron nêu ý tưởng triển khai quân đội nato ở ukraine sau phát ngôn của ông macron các đồng minh nato nhanh chóng nêu rõ quan điểm rằng họ không có ý định đưa quân đến ukraine không ủng hộ can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Ngoại trưởng Pháp Sergeny cũng giải thích rõ phát ngôn của Tổng thống Macron rằng sự hiện diện của quân đội phương Tây ở Ukraine có thể cần thiết để cung cấp một số loại viện trợ nhất định, bao gồm trà phá bom mìn và huấn luyện quân đội Ukraine, nhưng điều đó không ngụ ý sự tham gia trực tiếp của họ vào cuộc xung đột. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Pháp có thể sẽ đưa khoảng 1.500 quân nhân sẵn sàng chiến đấu tới Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shogu cảnh báo người đồng cấp Pháp Sebastian Lecornu rằng việc triển khai binh sĩ Paris tới Ukraine sẽ gây ra thảm họa đối với Pháp. Ông Shogu nói rằng Pháp sẽ tự tạo ra vấn đề cho chính mình nếu quyết định gửi quân tới Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc triển khai lực lượng nước ngoài sẽ là một sự leo thang lớn, dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục được Moscow đã nhiều lần tuyên bố coi quân đội phương Tây và các hệ thống vũ khí do nước ngoài cung cấp trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp pháp. Thưa quý vị, Cố vấn quân sự Ukraine về các vấn đề giới tính cho rằng việc áp dụng chính sách nhập ngũ dành cho nữ theo phong cách Israel là điều cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu lực lượng trên tiền tuyến. Cố vấn quân sự của Ukraine về các vấn đề giới tính Oksana Grigorieva kêu gọi nước này nên loại bỏ lối tư duy xưa cũ và thực hiện sự bình đẳng thực sự trong lực lượng vũ trang. Ukraine đang cải tổ hệ thống nghĩa vụ quân sự, trong đó các nhà lập pháp đang tranh luận về những sửa đổi nhằm giải quyết vấn đề thiếu lực lượng trên tiền tuyến cho cuộc chiến tiêu hao kéo dài hơn 2 năm với Nga. Ukraine hiện không có kế hoạch gọi nhập ngũ phụ nữ, nhưng ý tưởng này từng được nêu ra trước đó. Bà Grigorieva nói với tờ The Times của Anh ngày 10 tháng 4, Hiến pháp của chúng tôi quy định rằng nhiệm vụ của mọi người Ukraine là bảo vệ quê hương của họ. Vì vậy, việc phụ nữ phục vụ trong quân ngũ là điều đúng đắn. Bà cho rằng Nga sẽ không đơn giản biến mất. Vì vậy, giống như Israel, Ukraine phải chuẩn bị cho điều này. Và điều đó có nghĩa là huấn luyện cả nam giới và phụ nữ để sẵn sàng tác chiến. Ukraine không bắt buộc phụ nữ nhập ngũ, nhưng từ năm ngoái, nữ giới có bằng y hoặc ngành dược phải đăng ký với văn phòng tuyển quân tại địa phương. Theo số liệu của chính phủ, hiện có 65.000 phụ nữ phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine, tăng khoảng 40% kể từ năm 2021, một năm trước khi chiến tranh với Nga nổ ra. Gần như tất cả những người này đều tình nguyện tham gia quân đội. Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục gặp phải tình trạng thiếu nhân lực trên chiến trường. Tư lệnh lực lượng lục quân Alexander Babliuk hồi đầu tuần cảnh báo rằng không ai có thể ngồi ngoài cuộc với lệnh huy động tham gia quân đội. Bà Grigoryeva lập luận rằng để khuyến khích nhiều tân binh nữ tự nguyện gia nhập quân đội, những thay đổi trong lối tư duy xưa cũ nên được thực hiện ngay khi họ còn trẻ. Điều đó phải thay đổi cả về thể chất lẫn tâm lý. Chúng ta cần chuẩn bị cho các bé gái ngay từ khi còn nhỏ để có tinh thần bảo vệ đất nước. Bà khẳng định. Ukraine tuyên bố lệnh tổng động viên ngay sau khi bắt đầu chiến tranh với Nga vào tháng 2 năm 2022. Lệnh này cấm hầu hết đàn ông từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 2 tháng 4 đã ký luật nhằm giảm độ tuổi huy động tham gia chiến đấu từ 27 xuống 25, một động thái sẽ giúp Kyiv có thêm sức mạnh về nguồn lực trong cuộc chiến kéo dài hơn 25 tháng qua với Nga. Ngoài luật hạ độ tuổi huy động, ông Zelensky ngày 2 tháng 4 cũng ký một luật thứ hai, yêu cầu những nam giới được miễn nghĩa vụ quân sự vì lý do sức khỏe phải trải qua một cuộc đánh giá y tế bổ sung. Ông cũng ký một luật nhằm mục đích tạo ra cơ sở dữ liệu trực tuyến về những người đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Các luật này đều có khả năng giúp quân đội tuyển mộ thêm nhiều binh sĩ dễ dàng hơn. Trong thời gian qua, chiến dịch tuyển quân của Ukraine vướng phải một số tranh cãi và tình trạng trốn tránh quân dịch. Tháng 8 năm ngoái, ông Zelensky sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những cơ quan này. Bên cạnh đó, một nguy cơ tiềm tàng đang đe dọa Israel là Iran. Mới đây, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhắc lại cảnh báo của ông với Iran rằng Israel sẽ đáp trả nếu bị tấn công. Chúng ta đang ở thời điểm đầy thử thách, cuộc chiến tổng lực ở Gaza đang tiếp diễn. Ngoài ra, chúng ta tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ để giải cứu con tin, nhưng chúng ta cũng đang chuẩn bị sẵn sàng cho những thách thức từ các mặt trận khác. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với các phi công khi đến thăm căn cứ F-15 hôm 11 tháng 4, Phi đội F-15 của Israel là vũ khí chính của lực lượng không quân nước này cho các cuộc tấn công tầm xa. Chúng ta đặt ra một nguyên tắc đơn giản, bất cứ ai tấn công chúng ta, chúng ta sẽ tấn công họ. Chúng ta sẵn sàng thực hiện trách nhiệm của mình đối với an ninh, phòng thủ và tấn công của Israel. Ông Netanyahu nói, ngụ ý mối đe dọa của Iran vì các cuộc tấn công chống lại Israel. Hôm 7 tháng 4, lực lượng phòng vệ Israel cho biết sư đoàn đặc công số 98 của họ, bao gồm các lực lượng mặt đất đặc biệt, đã kết thúc nhiệm vụ ở miền nam Gaza và sẽ rời khỏi vùng đất này để hồi phục và chuẩn bị cho các hoạt động trong tương lai. IDF cho biết sẽ chỉ còn một lữ đoàn ở lại miền nam Gaza, đóng quân trên hành lang phân chia miền Bắc và miền nam Gaza. Đồng thời với việc rút quân này, Israel đã chuyển sang mở các điểm tiếp cận bổ sung tới phía bắc Gaza, nhằm cho phép dòng viện trợ chảy vào, Quyết định này, ít nhất về mặt lý thuyết là bỏ qua các rào cản hậu cần, vốn đã khiến hàng viện trợ bị mắc kẹt gần các cửa khẩu biên giới ở phía nam Gaza trong suốt thời gian qua. Israel cho biết đang nỗ lực tăng số lượng xe tải viện trợ vào Gaza, trong khi IDF thông báo 468 xe tải chở hàng viện trợ đã được kiểm tra và chuyển đến Gaza hôm 9 tháng 4, đánh dấu con số xe tải đến Gaza lớn nhất trong một ngày kể từ khi bắt đầu chiến sự đằng sau những tín hiệu ánh sáng lè lói cuối đường hầm này là các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Cairo, Ai Cập, nơi các quan chức đã tích cực nói về khả năng đạt được một thỏa thuận có thể giúp một số trong hơn 100 con tin còn lại bị Hamas giam giữ ở Gaza, được trả tự do để đổi lấy các tù nhân Palestine bị Israel giam giữ. Ngoại trưởng Israel, Israel Kass hôm 8 tháng 4 cho biết các cuộc đàm phán đang ở thời điểm quan trọng, trong khi Hamas cho biết họ sẽ xem xét các đề xuất những bước ngoặt thay đổi này diễn ra trong bối cảnh israel đối mặt áp lực quốc tế dữ dội nhất trong nhiều thập niên nhằm chấm dứt chiến sự ở gaza thậm chí đồng minh thân cận mỹ cũng đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn và nhấn mạnh israel nên cho phép thêm dòng viện trợ vào gaza để ngăn chặn nạn đói chính quyền tổng thống joe biden cũng phản đối ý tưởng tấn công thành phố rafah ở phía nam đồng thời cảnh báo israel có thể mất sự hỗ trợ của mỹ cho cuộc chiến này các quan chức Mỹ coi những thay đổi trong chính sách của Israel là dấu hiệu cho thấy họ đang đi đúng hướng. Nhưng đòn bẩy mạnh nhất đối với Israel vẫn chưa được áp dụng. Các quốc gia phương Tây như Mỹ và Đức đang đối mặt với lời kêu gọi phải ngưng hoàn toàn hoặc hạn chế bán vũ khí cho Israel. Mỹ và Đức đã cung cấp khoảng 99% tổng số vũ khí nhập khẩu cho Israel từ năm 2019 đến năm 2023. Hiện tại, một số quốc gia nhỏ hơn đang chuyển sang chặn xuất khẩu vũ khí sang Israel. Mặt khác, Hamas vẫn đang hoạt động ở Gaza, nơi các nhà lãnh đạo quan trọng nhất của lực lượng này đang ẩn nấu. Trong khi nhóm này đang phản đối các đề xuất ngừng bắn của Mỹ, họ tiếp tục kêu gọi chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, báo Wall Street Journal đưa tin hôm 10 tháng 4. Có rất ít bằng chứng về sự rút lui, nhất là sau khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniya xác nhận thông tin về việc ba người con trai và ít nhất hai cháu của ông đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở phía tây thành phố Gaza. Hiện chưa rõ vụ việc này có thể ảnh hưởng như thế nào đến các cuộc đàm phán ngừng bắn kéo dài nhiều tháng qua do các bên hòa giải quốc tế làm trung gian, mặc dù ông Haniyeh cho biết Hamas sẽ không nhượng bộ trước áp lực. Chuyển sang những diễn biến nóng hổi ở mặt trận Trung Đông, được biết cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza được đánh giá là đang đi đến thời điểm quyết định khi bước sang tháng thứ Bảy, kéo theo khủng hoảng nhân đạo thảm khốc Israel bắt đầu không kích nhắm vào Gaza sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của lực lượng Hamas. Chiến dịch trả đũa của Israel cho đến nay đã khiến ít nhất 33.000 người thiệt mạng và 75.000 người khác bị thương, trong đó hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Trong tuyên bố đưa ra vào cuối tuần trước, Giám đốc ban điều phối của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ông Ramesh Raza Singham cho biết, người dân Gaza đã phải gánh chịu những hậu quả khủng khiếp kể từ khi chiến sự bùng nổ. Và sau 6 tháng bước ngoặt với tình cảnh thảm khốc, người dân Gaza đang trông chờ vào những giải pháp cụ thể giúp chấm dứt thảm cảnh mà họ đang phải gánh chịu, theo các chuyên gia có dấu hiệu của thời điểm quyết định cho tình hình chiến sự Gaza. Iran nhiều lần tuyên bố sẽ trả đũa vụ tấn công được cho là của Israel vào tuần trước nhằm vào tòa lãnh sự trong khuôn viên Đại sứ quán Iran ở Damascus, Syria. Vụ tập kích khiến 11 người thiệt mạng, trong đó 7 thành viên lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở biên giới phía bắc Israel do các cuộc tấn công diễn ra gần như hàng ngày của lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn kể từ tháng 10 năm ngoái. Lãnh đạo tinh thần tối cao Iran, Ali Khamenei ngày 10 tháng 4 tuyên bố trước đám đông ở Tehran rằng Israel đã phạm sai lầm và phải bị trừng phạt. Đề cập đến vụ tấn công ở Damascus, sau đó ngoại trưởng Israel Kass cảnh báo nếu Iran tiến hành một cuộc tấn công từ lãnh thổ nước này, Israel sẽ đáp trả. Vào cuối ngày 11 tháng 4, một quan chức Mỹ cho biết, Washington dự đoán Iran sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào Israel, nhưng cuộc tấn công này không đủ lớn để lôi kéo Washington vào cuộc. Tòa Bạch Ốc trước đó cho biết, Washington không muốn xung đột lan rộng ở Trung Đông và Mỹ đã nói với Iran rằng họ không liên quan đến cuộc không kích ở Damascus. Tòa Bạch Ốc cũng cho biết, Mỹ đã cảnh báo Iran không lấy vụ tấn công làm cái cớ để leo thang căng thẳng hơn nữa trong khu vực. Mỹ đã duy trì cảnh giác cao độ về các cuộc tấn công đáp trả có thể xảy ra từ Iran và các đặc phái viên của Washington đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Bloomberg ngày 10 tháng 4 dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ nói rằng Iran có thể bắt đầu tấn công trả đũa Israel trong vòng 24 đến 48 giờ tới. Theo nguồn tin này, các cuộc tấn công có thể do Iran trực tiếp thực hiện hoặc do các đồng minh như lực lượng Hezbollah tiến hành. Nguồn tin tiết lộ Mỹ đang hỗ trợ Israel lập kế hoạch chia sẻ thông tin tình báo. Một quan chức giấu tên của Mỹ khẳng định Washington cam kết giúp Israel đối phó bất cứ vụ tấn công tiềm tàng nào của Iran, bao gồm bắn hạ các hỏa tiễn nhắm vào Israel. Ngoài ra, Washington cũng để ngỏ kịch bản phối hợp với Israel trong các hoạt động trả đũa. Chuyển sang diễn biến đáng chú ý khác thưa quý vị, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã tổ chức cuộc tập trận hải quân chung nhằm bảo đảm sự sẵn sàng trong việc đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và hỏa tiễn từ Triều Tiên. Các lực lượng tham gia đã tiến hành tập trận tác chiến chống ngầm để cải thiện phản ứng trước các mối đe dọa dưới nước của Triều Tiên, bao gồm mối đe dọa từ tàu ngầm và hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm, Hải quân Hàn Quốc thông báo ngày 12 tháng 4. Cuộc tập trận kéo dài 2 ngày được tổ chức tại vùng biển quốc tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 11 tháng 4, với sự tham gia của hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt và các tàu khu trục Howard, Russell và Daniel Inouye, cùng các tàu chiến từ các nước láng giềng châu Á hải quân hàn quốc cho biết cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp đối phó với các mối đe dọa từ triều tiên cuộc tập trận diễn ra sau kế hoạch tập trận chung kéo dài nhiều năm được thiết lập sau hội nghị thượng đỉnh ba bên năm ngoái hải quân ba nước cũng thực hiện các cuộc diễn tập trên biển nhằm ngăn chặn việc vận chuyển trái phép vũ khí hủy diệt hàng loạt của triều tiên và huấn luyện tìm kiếm cứu nạn để giúp đỡ các tàu gặp nạn bộ quốc phòng hàn quốc cho biết thêm Tại Washington, các quan chức quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán quốc phòng thường niên hôm 11 tháng 4, tái khẳng định kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận mô phỏng việc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc tập trận mùa hè sắp tới. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 11 tháng 4 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết tình hình địa chính trị bất ổn xung quanh quốc gia Đông Á có nghĩa là bây giờ là lúc phải chuẩn bị kỹ càng cho chiến tranh hơn bao giờ hết. Đầu tháng này, ông Kim đã giám sát vụ phóng thử một hỏa tiễn đạn đạo tầm trung siêu vượt âm mới sử dụng nhiên liệu rắn, mà các nhà phân tích cho rằng sẽ tăng cường khả năng triển khai hỏa tiễn của Triều Tiên hiệu quả hơn các phiên bản nhiên liệu lỏng. Thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Second Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.